Ok, ổn. Chuyên ngày hôm nay sẽ tiếp tục live trên Facebook và sau đó sẽ up lên YouTube sau. Nên mình sẽ tiếp tục chơi thần trùng. Có lẽ là live hôm qua, nhưng mà hôm qua là ngày Út mình dạy thêm, phải mượn cái phòng để mà dạy cho mấy đứa nhóc có phiền. Ok, tiếp tục. Tí nữa lai xong rồi chịu khó ngồi xíu để trong tập trước thì mình đã đi ra ngoài cái cửa ra khỏi nhà để mà ra khỏi đây, nhưng mà bị vướng cái mấy cái dây xích và mình đã lấy cái kìm cộng lực để cắt nhưng mà không được. Và gặp ông bác ngay cái phòng đầu tiên, ông kêu mình đi kiếm đồ một ngón tay, một chiếc răng, một cái lọn tóc, không biết là cái gì, nhưng mà không biết là sao để kiếm, nhưng mà có lẽ mình sẽ cố gắng. Đây gì đây, anh đang sửa bóng đèn à? No, không 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 chơi gì vậy, tắt game game đẳng lắm em. Nghe nói game đẳng đẳng bù lờ mau lắm. Thế lời chuyện giao tiếp ra đâu tô, ủa mình chưa tắt gì đi kỳ vậy ta? Mình tắt rồi, mình mất bớt mấy cái bớt ứng dụng. Em đẳng đẳng mới chơi chứ. Em tính xuyên con game này xong YouTuber không phải, giờ mới tắt nhầm cái con cái Steam ao mẹ game rồi. Bị cái gì vậy trời, từ từ để mọi người đợi xíu chờ game mở lại. Chán, không phải nhỏ mà là ấn nhầm. Wow, việc đẹp. Không có ấn nhầm, ấn nhầm thôi, mọi người thông cảm, từ đây mở lại. Trời ơi, nãy bị ngáo quá, tự nhiên cái tắt Steam luôn, quên quên thằng trùng kết nối với Steam làm thế nước nhỉ.
Nước lọc rất tốt cho sức khỏe. Ok, lại 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 cảm thông cảm. Hello chị Do Te, hai chị đang ngồi kế nhau coi chung hả? Để lên kem kích hoạt lại cái này cái. Vô nha. Em thề luôn. Not fun, không vui. Ok, đầu trước thì em lượm được một cái chìa khóa, giờ làm với chìa khóa đây, mở cửa. Chị sợ chủ lai hơn game. Ok, cái này coi nha. Không dùng được. Sao mở? Còn game làm. Không nói làm game này. Em phải cho kỹ năng, cho cái chức năng đạp cửa đi vô. Chìa khóa nè. Sao cái phòng nó không có đèn vậy? Tôi thui. Lạy Phật một lạy. Tội điệt hà sa. Niệm Phật một cao. Khoan khoan, đọc sai phải không? Niệm lạy, không phải là một hình vọng. Cao phước sanh vô lượng. Đừng hù em nha. Sao? À đây đây có đèn. Làm game realistic VR cái cửa làm y chang luôn. Hả? Đây gì? Mọi người nhìn thấy gì thấy không? Chang luôn. Đèn y chang luôn, giờ mình bắt được mà nó khóa luôn rồi. Tí chúng ta phải lạy Phật. Mời Phật, mời Phật, mời Phật. Hóa đơn người tờ hóa đơn bán hàng do ông Phạm Anh Vĩ đặt mua với số lượng khá lớn. Thẻ hương 55 thẻ, tiền vàng 108 lễ, quần áo 55 bộ, người giấy 25 chiếc, cổ cúng chay 11 mâm, tổng hóa đơn 21 triệu rưỡi, hai chặt 2.000. Bên dưới có một dòng chữ viết tay của chủ nhà với nội dung lần nào cũng tốn từ thầy tiền lễ mà đúng là thầy mỹ quá, đúng là vĩ ông này gọi là vũ. Hóa đơn tiền nợ không phải cái đó, hóa đơn mua đồ em. Nó có gì không? Làm được ok vậy, tự Phật làm chất được. Nhang hết rồi nè, đốt này cũng chỉ đốt nhang nè. Dũng họ là của ông Vĩ, Quang là tên đệm của ông Đảo, còn tên thì biết là của ai rồi. Văn bản đồng ý quyền thừa kế chúng tôi đại diện cho dòng họ tập hợp phần đồng tiết cho anh Phạm Anh Vĩ, cháu 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 trai đời thứ bảy của gia đình, độc thừa kế nhà số 4 nhất của ông Vĩ, những người chị dễ thương của ông Hoàng Vũ. Về cái gia đình ông Vũ không mang qua đời không để lại di chúc cho anh Phạm Anh Vĩ gọi là Vũ, đổi anh ông Vũ là bác ruột. Cứ được kế căn nhà cho thầy tình muốn chính đáng là cái gì có dựa thờ cúng đứng ra tổ chức dỗ chạp cho gia đình ông Phạm thì đó không được bán cho người thế nữa, có chứ người dân được rồi. Hà Nội ngày 29 tháng 12 2019 có chia tài sản không, đây là thừa kế. Kiểu như cái nhà có ma bé mai thèm á là đưa lại cho ổng luôn,
Còn nghe giọng dưới nè, mấy ông lừa dối, nhà này có ma nó mới cho tôi chứ gì, chứ làm gì tốt lành gì. Người gia phả phạm tộc một bảy gia phả, toàn bộ gia tộc gia phạm tính đến nữa thứ bảy trong gia phả này, gia phả anh nghĩ là em họ của phạm à. Phạm Mai Linh con gái ông Phạm Vũ và bà Thị Dung. Ông Phạm Vũ là chủ đời trước của căn nhà này. Không biết nữa, này chắc game chuyện tạ. Túi đựng phi mít vàng với phi mít vàng cuốn tay Phạm Vũ 49 tuổi. Một dòng di chú nhỏ rồi dung gia đình muốn ước format để hi. Người biết gì không? Người biết gì không? Cái ông già kia ổng ổng rồi nè, một ngón tay người, một chiếc răng người, một cái nắm tóc tóc quyến phải. Ổng kêu mình đi kiếm ba bóng này, vậy là đã nha, cái ngón tay là của ông Phạm Vũ, còn cái chiếc răng chắc là của bà Thị Dung, còn cái nắm tóc là chắc của con gái Mai Linh, tất cả là tại con Mai Linh. Hiệp sinh nhật hôm nay chúc mừng nhật từng người bố nội dung chúc mừng với mẹ con đã kêu có bao nhiêu tuổi bố mẹ mà là một cô bé đáng yêu nhất, nên nay mẹ đi công tác xa nên chỉ có bố con mình ở nhà bù lại. Bố làm cho con một trò chơi rất hay có tên là khắc họa nội tự mình, nay mình ngủ cùng con thử chơi xem sao nhé. Mục tiêu của trò chơi là được một sự đẹp trên cầu đầu tiên sẽ còn bước còn mỗi thứ tự địa nhỏ trên địa to dưới ở dưới và địa to không được đặt như địa nhỏ cái okay. Ok. Hello. Đây hả? Không. Ủa? Trang đẹp. Nhưng mà tôi sẽ có đi trang sao? Không. Rồi, thầy đọc nhảy rồi. Còn một view. Ủa, như nãy mình thấy có bức nãy có bức tranh này phải không, đúng không? Ồ, khoan đi, chơi này trước đi, chơi này hay chơi này trước, thôi chơi trước đi. Ok. Ba mấy trò này thông minh lắm, mấy trò hình này tuổi ba cái con game này sao làm khó được mình. Game tuổi nó kêu mà mình đem từ cái cột thứ nhất của cột thứ ba. Speedrun vậy vũ khai lên. Ủa giờ sao ta, ở đây má sao với bàn đầu của ta. Ủa là sao? Như vậy
nó khác máy lúc đầu ta. Là sao? Sao ta? Sai sai như vậy mới đúng sao mọi người. Ủa cái gì đó bí bí rồi, bí bí vậy phải không? Biết xanh thì biết đỏ à? Em không biết, em biết lù luôn rồi. Bây giờ đi nó đi qua đưa lại thì em biết sao luôn. Không 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 phải, cần cái này qua đây. Trời ơi. Khoan khoan. Ủa ai đâu? À rồi 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 rồi, để cụ qua đây nè, không phải cục này hả? Cuộc sống không ổn, người chơi này không chắc cuộc sống quẹo luôn á. Sao mọi người, anh tự thông mình quá, được bỏ đời. Rất thông minh. Mở chìa khóa bị rơi từ cái hộp đồ chơi, có lẽ nó sẽ mở được đó trong nhà này. Ok. Quá bố đời, trời ơi, mấy em giỏi mà. Dùng dùng được má. Chống nó chơi đó nè.
Có đeo vào mắt. Anh tâm thức nãy giờ. Ok, không được, thôi thôi thôi. Giải. Ủa là sao? Còn sao gì cái Nam Mô A Di Đà Phật quả vậy? Ở đây nữa, ở đây mình có cửa. Không biết. Ai khóc vậy? Sao phải nói thù vậy? Sao phải nói thù vậy mọi người? Giờ tôi chui, tôi muốn chui vô góc tôi chôn. Đây, ở cái hồi nha, em có làm gì hết nha. Vô lại nó cho gà. Ok, vô lại ngồi mày khóc hoài tao chán, tao tán nãy giờ. Đây chỗ gió đây em, nhưng chui không được, bự quá. Trời ơi, giờ tôi cần cái gì đó tôi soi có gì không. À không được, không được cái này. Nào khóc đây. Khóc này phải không? Sao mấy cái gì đó liên quan tới cái nhà tắm nó không có, nó không có tóc là chỗ nào á, không mình đi xuống dưới mình đi về được. Không đi về chứ. Anh ơi, anh làm gì anh đúng các bạn cái tường với anh. Em ơi, là cái mẹ vậy anh. No. em sẽ để yên đó, cho anh kiếm, anh muốn làm gì làm nha, kệ mẹ anh nha. Bây giờ không, không sao, cái đầu em đi vô đây em trốn. Không, không được, em chơi. Em chơi nữa. Hỡi thật tổ, hãy siêu độ cái thằng đó giùm con cái đi. Thiệt luôn á. Anh ơi, em còn zin đó anh. Mong em còn zin đó. Anh đừng có là anh bao giờ đâm đít như nha. Em còn zin đó. Nha anh. Nha anh.
Mà tổ cha nó thằng điên, nhớ mặt bố nha. Không dùng được. Mở cửa vô solo mới nè. Giờ có bị mất sim nó cũng không sợ. Vô lẹ đi. Ta nữa. Ủa cái gì đây vậy? Có gì đây vậy? Tìm đủ cái que người chưa? À, em nói cái que này hả? Mấy cái? Que người. Đây, em kiếm đường con nè. Tốt ngay chương 1 á. Tò he nữ sinh. Cái này phải không? Kiếm tiếp nha. Anh nhớ có một chỗ. Đù 5 cái rồi hả? Má chơi giờ ác vậy. Rồi đi kiếm. Đây có một cái nè. Có một cái trên đây nè. Hôm tập trước anh có thấy. Đây. Trời má cái rương rồi. Ủa trước đây có cái rương mà. Có cái hộp đấy mà. Có kìa. Cái rồi nè, má chơi ác vậy. Gì đây? Gì như ống chút ống động gì đấy. Game làm nước realistic nha. Cây mấy cái cây giống như bị con gì đó cào xấu xé gì nè. 5 cái rồi nè, căng nha. Như anh vừa bỏ lỡ một cái rồi. Vừa lỡ một cái rồi mọi người. Chết mẹ mình rồi. Một cái nằm trong cái hộp này nè. Mình biết chìa khóa nằm đâu. Bỏ mẹ đâu rồi. Thôi không. Khoan. Chìa khóa. Không dùng được. Đây có gì không? Không có. Hello Hồ Thị Thúy Vi. Hello. Chào các bạn đến với buổi stream của mình hôm nay tập trước. Các bạn không nhớ thì bạn có thể xem buổi stream trước của mình để biết thêm thông chi tiết. Giờ là sao mà nãy giờ mình đang ở nơi cái nơi ma mẹ này đây. Ai dày á. Em có thể gọi là em đi lách qua cái phòng luôn được không? Em không có đi vô đó được không anh? Thiệt á. Chơi với cây coi có chìa khóa không? Chờ má nó khóa phòng mình luôn rồi sao mình vô. Ủa cái gì vậy? Mọi người thấy không? Có cái vòng tròn gì cơ. Đúng không? Đó đó đó, đó có cái vòng tròn kìa. Vòng tròn ma thuật. À đi thẳng hả? Ok. Ông chị đừng sao vậy? Sao lại cho con bé yêu cái thằng đó? Em lên như thế. Con bé nó lớn rồi. Nó vừa quyết định cuộc đời nó chứ. Quyết định thế? Ông có biết cái thằng đó là con bạn nghèo kết xác không? Tôi đã chặn sẵn đối tượng mai mối cho con bé rồi. Còn trẻ đâu với nghèo cái gì? Tươi tuổi nào mà ba con cứ tưởng cố ngủ. Việc chi tiêu trong cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết thì ông biết gì? Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai cho bé. Bà không có lỗi tôi.
chú ơi. Ông cần đến tôi à? Đúng không? Anh vô không được, em có một cái bức tường vô hình nó ngăn cản anh đi vô. À, mà cô chú ơi, cô chú nói nhỏ nhỏ nữa, đêm khuya rồi, có thấy không? Đêm nay đang cúp điện nữa. Cô chú nói lớn sao người ta ngủ được. Con cũng không ngủ được, giờ có phải cúp điện thôi, ba con đi chơi cô chú đi ngủ nè. Ngủ hay chưa? Để con điên lên nè. Đi thẳng á. Nhớ mặt bố nha con ma kìa. Cùng y cái mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ra đây. Ra đây phải không? Mở cửa ra. Để tôi đi lên. Chà người ta. Mở cửa. Mẹ. Chà người ta. Trời má sao nó thui vậy? Chủ nhà vệ sinh phải không mọi người? Không sao đâu, ma hiền lắm. Không có hiền đâu em. Thôi mình đi lùi. Đi lùi. Chắc chắn không sao. Đi lùi bảo đảm không sao nè. Không có gì dưới đó cũng tình lùm chơi. Kiếm mà có gì đó. Nhìn lén anh nhìn không anh nhìn nãy anh nhìn nữa em ép cái cửa không à hả gì vậy okay. Đi lùi nha, đi lùi là không có gì hết. À khoan chứ lắm, ủa lúc đầu nó có cái chỗ này đâu, nó đóng mấy đầu gai vậy. Mà mất dạy sáng hồi hôm qua đi tiểu chờ mất dạy bắn tùm tóe nước. Cháu hỏi là gì anh? À mà mấy cái bước tiếp theo mình nên đi á, mấy cái kiểu như gửi anh kiếm đây có gì không? À đúng rồi, em máu á. Không phải máu. Phải máu, này là tương cà. Tương cà nha, này tương cà. Tương cà, thấy không? Máu nó không có màu như vậy. Này là tương cà, thấy không? Màu nó hơi đậm đậm. Nó không có sáng như, nó không phải màu nó sáng sáng, nó không có đậm như máu. Máu mình cắt ra, lúc mà mình cắt cái tay cắt cái máu, xịt ra máu nó mới là máu thật. Này là máu pha ke, này tương cà nha. Không phải máu. À, tại vì nhưng mà chính chúng ta bị ma chơi dố đi tiểu cái chơi xịt tương cà từ dưới này lên nè. Đó chơi mất dạy á, giờ người mình tặng tương cà không em, rất chơi rất dơ. Cái tí gì nữa phải về giặt áo thứ đấy. Lọ nhỏ màu đen, một lọ thêm trong chú một loại chất lỏng không rõ là gì nhưng mùi khá khác. Mắt lọ miếng xong kính cơ bụng cụ. Cá hát hả? Dầu gió hả? Hai môn đi nhắc hả? Tìm cách mở chiếc lọ màu đen. Không biết cái lọ màu đen nữa. Có gì đây mở không? Sao con đường nó trồng gai quá ta? Vô đây một lượt xong giờ đi ra nó hoài quá à.
Đừng ngồi với anh. Không phải anh chị chứ. Má em nãy em đái quần nữa chị. Xón rồi đó. Wow 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 wow, cái gì vậy? Trời, má mình tưởng máu. Mình tưởng máu. Không đi rồi chứ vậy. Đi lùi, đi nhẹ nó khỏe, nó khẽ cười duyên. Không, đi thẳng em, anh đi thẳng nè, đi thẳng, em đi thẳng nè em, rất bình thường, anh đang đi thẳng. Người biết cái phòng gì anh nào an toàn nhất không? Phòng này nè, ở đây an toàn nhất nè. Chứ sao, đây là Phật tổ phù hộ nữa chứ, đèn sáng chân luôn, chả ăn ma là em vô này, thấy không, ông quan Phật, bà quan ông bà Phật, thứ như lai Phật tổ nè, quan ông Bồ Tát mà vô tán chết mẹ luôn. Còn gì đâu, không vô trốn là an toàn hả? Ủa, cái chấm chấm này là gì vậy ta? Bất hả? Cái gì nữa? Cái chấm gì đây nữa? Nó là gì vậy? À, thì ở đây có cái gì nữa? Nó có hình mũi tên kéo ra. Đang kéo đầm má. Mở đây hả? Không dùng được. Má dùng được cũng dùng rồi. Ở đâu giờ? Xuống dưới hả? Hello Aki-chan. Chào mừng bạn đã đến buổi stream của mình. Nơi mà bạn sẽ được nghe những cái tiếng la hét của mình khi bị trong xe. Chào mừng bạn. Dũng. Lắc quá hả? À, nãy mình thấy cũng ổn mà. Mình chỉnh cấu hình xuống còn 480 đó. Để chơi game nó không có bị lắc chứ nữa. Tại việc lắc là chắc là do cái cạc mà cái cạc đầu hạ lắp tới mình nó không có lên nổi nữa. Hiểu rồi. Này cạc cũ rồi. Cái đi xuống dưới rồi. Rồi chúng ta đi xuống nha. Trời, má chơi tắt đèn dưới đây luôn, mất dạy. Thôi đúng rồi, hơi tụt thôi chứ không có bị. Trời, má cái gì kia vậy? À, đằng kia là cái gì mọi người? Đừng có hồ nữa. À không, tí nữa sẽ được nghe tiếng anh la hét. Đừng lo. Tới giờ nè. Này phải không? Má trái cây ngon nữa, đói thấy mẹ luôn, đang đói. Này phải không? Không được. Tới luôn anh, đang tới nè. Đang tới bến luôn nè. Chắc cửa này quá. Không có, không dùng được. Ủa vậy cái chè dùng để làm gì trời? Ê ê đu cái bếp ăn luôn luôn. Ủa, tôi làm gì cuộc đời tôi đây? Đây không ra được. Ủa, giờ tôi đi đâu? Không biết là tới đây em, nhưng mà giờ đi tới đâu nè? Giờ anh không biết anh em nên đi đâu nè. Hai cửa dưới mở không được, ma chơi bực dậy chơi khóa mẹ rồi. Kiếm mấy cái tủ bếp mở được không anh? Bếp hả? Ờ, lý.
Tôi biết, để xuống dưới, nhưng còn anh nhớ có cái tổ dưới. Tôi quét rồi. Trời, để mở đèn đi, cho nó sáng chứ. Tủ. Chờ má tôi không. Quét anh không không hay là anh cảm giác không được ổn, anh được feel so good, có hợp đây nè, mở được. Trời má, mở giùm tao cái đi, quốc dịch sao ta không dùng được nè. Mơ bà nội cha mày. À, có cái tủ đây. Ờ, à, nó có cái tủ đây nè. Ủa hoài. Để đâu? Lên trên nè. Ok. Lên nha. Nhớ phù hộ con á. Nhớ nha. Lấy ma hộ con bóp bóp trứng cút con giờ. Này đừng hồi em nha, em còn zin đó. Đây là nơi mà mình có thể an toàn nhất. Thôi chưa, đây chỗ không có gì ở trên đây không. Cái móc có chẩn không, leo được. Có cái thùng nước nè để kiếm, mà có cái con tò he ở trong đây không. Nhiệm vụ là tìm cách mở cái hũ màu đen á. Đây kiện công lược. Giờ mở sao? Tìm cách mở cái hũ màu đen. Biết là tìm cách rồi, nhưng mà vấn đề kiếm cái gì đó mở nè. Lấy gì mở? Lấy cái Excalibur của anh mở hả? Nó yếu lắm em. Mở cái Excalibur của anh nó đứt làm đôi luôn. Cho bảo không định được. Anh quay lại cái phòng có cái khóa thử coi, cái phòng có cái khóa phòng nào ta. À, Phật tổ, phòng Phật tổ. Đây đây đây. Không dùng được nè, mọi người thấy không, có cái mũi tên đây nè, cái bàn tay này, nhưng không, tôi không có làm cái gì được hết á. Bất kỳ à, à đúng rồi của mẹ đó. Hồi nãy có cái phòng mà không có cái ổ khóa luôn á. Ủa có hả? Phòng nào ta? Phòng này á. Không phải. Không, người cũng vậy. Rồi lấy cái kìm bẻ khóa được không? Ờ, mình đi kiếm. Đây này không bé dùng được luôn à, giờ làm gì vậy trời, hai game chơi chó chơi à.
Đợi mở thằng làm game nha. Có cái ổ khóa luôn, ổ là sao? Nào, cái phòng nãy anh bị anh nghe lén, cái phòng nghe lén bị xong bị ma lại bấm chim cút à? Hello, hóa gì? Ha ha, cái con khỉ. Quá, quá đảo rồi, à phá đảo rồi hả? Biết phá đảo rồi, đừng soi nữa, đang đi kiếm cái phòng nè. Đâu đây phải không? Ủa, đêm một không, tại tính xuyên ban đêm nhưng mà ban đêm mọi ngủ không có chơi được, không có xuyên được, chúng ta tôi chơi rồi tôi chua đây không má, mà chơi mất dạy, chơi đóng mẹ cái tủ luôn. Phòng này phải không, vô luôn. Bây giờ tôi đi đâu giờ trời, nó nhảy ra bóp stream giờ. Biết rồi, vấn đề là không có mở được cái tù. Ai nói chỉ tôi đi chơi thiệt giờ, bây giờ tôi cần giờ sao mở hộp ta, hình như mặt chính ngu quá. Mấy kiệm đập mẹ nắp thì xong rồi nè, nắp nè, mấy kìm cắt bẻ là xong rồi. Ồ, có cái bất này không chứ, không có đâu, sáng hồi sáng mới thấy có update bị văng hả. Lại bất ta, cái này giờ làm gì nữa trời. Đây mở cho bao ba bốn đứa chơi hết ba đứa văng thì bất, mà game do bất men làm mà không không bất mới lạ, văng game hoài mà bất men, mà bất men nó phải vậy chứ. Chắc phòng này quá, kiếm ma đấm nó anh. Này kiếm nó đây, kiếm hoài không ra nè em. Trời má, giờ sao mở này trời. Ồ, có đánh nhau nữa hả? Này nha, thú vị nha. Đã từng có kinh nghiệm đấm con boss trong Paranormal Syndrome rồi, không sao, người yên tâm. Tôi được bố đợi. Má giờ chơi sao? Thấy có cái chỗ đây nè, vấn đề làm sao. Ồ, ồ cái gì đây nè, cái gì đây nè, có gì đây đúng không, cái kìm cắt thôi à, không phải cái đó, cái miếng thuật à, bà mẹ nó. Ồ nó đấm mình nữa, ủa kỳ á, ủa à, con ma chơi dơ vậy. Ủa hai chấm này làm gì, ở đây có nguyên cái bức tường. Ủa làm gì với nó vậy, không dùng được, không dùng được, không dùng được. Không được má, cái gì không được vậy. Phật ơi cứu con, Phật con bí lụ rồi. Dạ đây ạ, người đợi mình xem nhỏ chạy ơi. Dậy
Đang live stream. Em ơi. Được. Lo xuống phụ kìa game hoài. Không kêu tụi nó dậy á, kêu mấy đứa nhỏ dậy á, không có phụ ai đâu. Kêu mấy đứa nhỏ dậy á mà. Ủa giờ làm gì, tiện cắm nhang cúng bái xong rồi tiện kêu hai hí hí rồi bị ăn ma hù đầu búp trứng cút cái giờ tiện đứng hình luôn trời. Ủa tụi làm gì đây? Ủa cái hũ nè. Cái tủ nè. Ủa giờ tụi làm gì vậy? Mới vô đang không hiểu gì lắm, kêu làm cái gì tát cho cái bao tính. À mới vô không có hiểu hả? À, như vậy nhưng mà chính cha là đang sống ở trong một cái ngôi cha, một cái phòng mà bị ma ám giờ ma nó đang ám nè, đầu bố chính cúc như chính chúng ta nè, vì một cái lý do của chú nào đó nó đầu bố chính cúc như chính chúng ta, giờ chúng ta không biết phải làm gì cả. Giờ nãy lượm được cái hộp, hộp cái hũ, một cái lọ. Rồi vấn đề tiếp theo làm sao mở nó, anh không biết. Mà lấy cái ấm đập mẹ cái hũ cho bể vào rồi đi, bực bội à. Mở giùm đi, không dùng được. Cứ xuống bếp đi anh. Ở đây như bếp nè em. Ở đây như bếp nè, đang cố gắng tìm cái gì đó để mở cái hộp. Thử này thử coi. Có này xài được. Không dùng được. Nghe lời một người có hai đứa con như tôi. Cái cửa mình xong đặt tôi thấy đã đạp được rồi, đạp được rồi, đã đạp được rồi thiệt. Tủ vấn đề game không chơi đạm, không chơi đạm lại bóp cổ con ma chết queo rồi, xong game bà rồi nè. Mở cửa coi, trời đất ơi, không lẽ phải cái kềm móc cái này ra. Không dùng được. Yêu cầu thêm tính năng đập cửa. Con chó làm game nha. Cho tôi đi ra được không? À, thì tôi ra tôi kiếm gì đó tôi làm cho lẹ coi. Nó giờ kẹt trong cái phòng này sao thì trời, giờ tôi kẹt ở đây 15 phút rồi đó. Tắt đèn với kịch tính. À, tắt đèn nó không cho đi. Ngồi á. Thôi kiếm mình coi gì đó xung quanh đây không. Mọi người ơi, mọi người ơi, kiếm giùm mình đi trời ơi. Trời ơi. Không dùng được. Ủa của cái chìa khóa gì mới làm gì trời. Trong khi không dùng được. Còn đây mình tiến chỉ nhanh game quá, game mất mẹ luôn rồi. Còn tổ Như Lai ơi, làm sao con mở cái này. À kệ mấy giặc á, để anh thử rồi, để anh thử. Ờ ok, kệ cái mấy giặc thử. Ăn ở gì trời. Ờ biết đâu kệ mấy giặc thử, biết đâu trúng sao. Ai biết được. Thôi thử rồi. Kèm nè. Mẹ. Giờ tiến đệ nhất nè. Thôi chưa đi toilet kiếm. Vô toilet kiếm. Vô toilet thì kiếm. Vô toilet thì kiếm. Lấy tự kiếm đồ. Bây giờ tôi phá tôi chưa tôi biết đường chỉ rồi, bạn tự thân vận động nhiên. Cảm ơn lời động viên rất là có tâm. Có thùng rác nè.
Ở coi có gì chọc không? Lâu lượm được chim giống như hồi đầu game á. Ừ. Con thần trùng á. Vô coi lại có gì làm không? Cái chớp chớp đây nè, chắc chắn là có cái gì đó. Sau lưng ai? Who is that? Who's there? Thôi vô kẹt cửa có gì không ta? Ok, ok, chủ đích nữa. Rồi lên cầu thang thôi. À, lấy đi đập cửa. Không dùng được. Ủa này có cái chống hỏi đó giờ mất rồi. À cái chống hỏi đó nãy anh đi lụm cái hộp này em. Nãy anh dùng cái chống hỏi đó vô anh lụm cái này nè. Cái lọ nhỏ màu đen này em. Đây anh lụm để nó dùng nên anh mở cái này nè. Giờ nó kêu đi mở cái hộp. Ồ lụm cái ghét KZ hả? Chúc mừng nha. Cái gì hôm đó lại tôi chụp cho. Chụp. Tôi nhẹ tôi chụp thoải mái cho khỏi tàn hình. Tại vì bà ngồi ngay chỗ khách mời rồi. Bà khỏi chạy đâu rồi đó. Chạy với tôi không? Khỏi chạy. Làm miếng gas hả? Thì ngồi yên đó, yên vị trí đó. Đứng tôi me là sáng luôn. Khỏi chạy. Chạy đâu cho thoát. Văng như chúng tôi à. Lọt vào tầm ngắm. Chỉ mình rapper không hả? Chỉ rapper. Mọi người ơi. Trời má. Là sao? Sợ hãi. Sợ hãi đi. Thế em lại mở chìa khóa này ta. Trời đất. Tôi đi lòng vòng hơn cái nhà 20 phút. Hơn 20 phút gần nửa tiếng. Mở hết tất cả các cửa phòng. Tôi không thấy. Cái chìa khóa nó không ăn. Mà ở đây là ăn. Bố thằng làm game nha. À, con chó ma nhá, mày chơi tao. Gì đây? Trời má cái gì kia vậy? Gì xanh xanh vậy? Cây remote có làm game. Video. Wow, họa tiết đẹp quá. Bóng ai đó vừa vụt qua nơi đây. Xấu giống thằng này chơi. Ê gì kỳ vậy? Nói buồn quá trời. Hello em. Không, anh xuất sắc đó giờ em. Nãy anh giải con game hết 10 phút rồi. Anh giải cái tháp Hà Nội chỉ có 10 phút thôi. Rất nhanh. Trời ơi, sao nó dài quá vậy? Ô, có cái tủ nè, vô tủ trốn. Tụi tụi trốn. Tò he. Nè thêm con này mấy đứa. Nãy ai gửi nói mình là mình mới kiếm đủ 5 con. Đây con thứ hai. Nhưng chắc không bao giờ đủ. Thôi số mấy. Quay sao ta. Nha. Xuất sắc. Ăn xuất sắc. Tụi bị khóa. Kệ mẹ nó. Không phải vấn đề là cái con đầu tiên bỏ quên rồi. Ở nãy ở trên cái tầng trên cùng á, nó có cái gác. Nó có cái gác, có cái hộp này, cái chương 1 á, nó có cái hộp sắt. Có cái chìa khóa mới mở được nó, nhưng vấn đề cái hộp bị nào chơm rồi. Nó mất giải chơm dấu rồi.
chị mới tức. Cây, tôi đang quay, tôi quay khúc đó, nó lẽ giờ tôi xóa cái đi chơi lại đầu đó. Thiệt gì đây, thợ may à, bức ảnh kia sinh nhật của chồng một cái gái, giờ nó ghi sinh nhật của con gái, ai đây, khoan từ từ, khoan từ từ. À, biết ai nè, Vũ nè. Vũ cháu Choan với cháu gì, cháu gì á, con ổng với lại Du Miễn, đúng rồi, giờ lại nhanh lắm. Ừ, speed run em. Đây chìa khóa mở cái tủ nãy nè, trời má có cái sắt nè, không trời ai biết mã không, chỉ giùm đi. Ở lo tí bắt em bữa sau chơi lại. Giờ kiếm kiếm đồ. Kiếm đồ nè. Em đi kiếm đồ đi chị Mai, chị đừng đứng góc đó chị hù em nha. Ra hù bóp chín cút em sợ em té đá em chạy á. Ờ quên chức năng đâu cho chạy đâu. Ghê. Yeah. Cửa ra không? Chịu nháp đi. Mã là mã đó, biết là mã rồi nhưng mà mã gì mới được. Trời ơi. Thôi, lại mở cái tủ. Đâu rồi? Tủ này đâu rồi? Đây 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 đây, cửa khóa nè. Đây em kiếm được một hai, thôi giờ sẽ chìa khóa. Một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Bé hai kìa. Dạ. Ngoại kêu kìa. Dạ. Một chiếc chìa khóa cũ kỹ cất trong tủ đầu giường ở căn phòng kỳ quái trên. Căn phòng kỳ quái trên tầng 2. Ủa đây có hai phòng, đâu thêm phòng nữa vậy? Một phiến quả thống nhất. Đây là sự kiến của ông Phạm Vũ. Okay. Yeah. Cấm con gái yêu bạn hồ chí gì tình của tao bất kèo hơn đó là bên ngày trước hai chồng cũng mất đầu hai dây trắng vậy, cuối cùng không hiểu thế nào chạy hả. Ôi trời, má thằng nào khóc như vậy. À Vũ Tiên Hồng nè mọi người, đây là ông Vũ Tiên Hồng, ông Phạm Vũ không phải Vũ vô tủ trốn nè, mẹ cái tủ mở kìa lẹ. Ờ anh Vũ ơi, ra nha, đừng lại bóp vú em nha anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Trời má, thấy rồi. Cái gì mở đó? Ôi mẹ ơi, cái gì dẫn chắc ngoài kia vậy? Vỗ ổng hả? Ừ đó, vỗ đó, hồn chết mẹ luôn. Ủa giờ quay sao ta? Đây. Đây, nhiều người đã thấy. Đây là đây là cái ông mà đang bế đó là Vũ Tì Hồng, Vũ Hồng Tì, còn đây là Dung Yển, hiểu không? Vậy
Điện bấm like vậy. Mọi người đổi xíu nha. Điện nó bấm like cái trên sim. Nhà sim bị khùng điên vậy. Khùng điên ba chợ. Rồi nó bắt coi tivi rồi. Đợi xíu, đợi xíu. Đi kiếm vòng vòng. Có gì ở đây không? Tivi phải không? Bật nè. Bây giờ tôi làm gì với cuộc đời tôi đây? Để kiếm cái tủ à. Nè. Chìa khóa tủ. Bây giờ tôi đi đâu? Ở here. Chịu không được ở here. Trời má giờ nó thua giờ kêu đi làm gì trời. Ha ha hoài, không vui. Sắp bị giờ hùng té đáy nè. Làm gì? Anh ai đây? Đèn sáng à, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Rồi xuống coi tivi cái. Trời ơi, đang có chương trình nè, hôm nay chạy đi chờ chi season 3 nè. Đang chiếu tập 1 rồi, khỏe. Ôi. Con game không cho ngồi. Đi ra nha. Đừng ngủ tôi nha. Đi ra. Tùy gà nha. Khoan. Ok, không gì xảy ra. Yeah. Yeah, có đèn rồi. Woo. Rồi, vô thăm Phật là như là Phật tổ nè. Tỏ phù hộ nè. Khoan từ từ. Đứng khang trang trân trọng cái thứ. Nó không còn tỏ phù hộ con. Lại. Hay lại. Ở lại. Thôi đừng. Đừng nha. Đừng. Than. Có cái gì ở đây nè. Có cái mà không bấm được. Bà mẹ nó. Trời má ông nấp ở chổng rồi. Cái ông nãy á. Dưới đi rồi. Khoan. Xuống dưới. Ờ, à, nằm ở dưới bình thường. Kìa. Okay. Cái gì vừa mở vậy? Trời má cái đèn bị gì vậy? Ôi. Cái đèn nó bị gì vậy mọi người? Illuminati vậy? Cái gì mới mở vậy? Cái gì mới mở vậy? Ủa cái gì mới vừa mở mọi người? Nghe tiếng có két. Nghe tiếng có két mở mà. Cái gì nó mở vậy? Phải cái liền. Ủa trên mở hay dưới mở? Dưới mở hả? Trên lầu mới mở. Ủa
Nó là sao? À trên đường trên hả? À ok, để nó trên. Mở đâu? Ơ má cái hồ bên kia trơn rồi, mẹ con ma. Ở đây đâu phải trong phòng nãy luôn hả? Thế sao? Ở trong chỗ nào ở? Nãy mình vừa đi xuống cái rồi xong nó hết rồi. Đâu mở ta? Là miếng bánh ăn thư giãn thôi. Hello my friend. Đang like thằng Trùng. Ủa giờ sao? Tiện giờ đi kiếm chỗ đi mở nè. Thì nãy đi cứ thử chìa khóa các phòng anh. Ok, anh thử. Chợt. Ê ê ê, khoan khoan. Từ nãy giờ không thấy cái bùa đó nè. Má cái bùa đâu ra vậy? Thiệp gì vậy? Thiệp mời á. Nè, bùa nè. Bùa không? À không phải, cái miếng miếng chị tà dán ngoài trước phòng mình, lan mình cũng có một cái nhưng mà nó hình bát quái. Trời má cái gì mở vậy? Mở này trời. À thiệp cưới hả? Ok ok trời. Thế mà không bữa free bây giờ. Trời má trời bức dậy, thả nó ra. Má con ma. Mẹ cái nhà. Bố con ma nhé, trời phát được, dậy. Ai gì chơi tắt một chị tí mà khỏi kiếm tôi luôn. Nhiệm cụ nè. Gì đây? À đúng là Vũ Ti Hồng. À phòng dụng cụ đầy đủ phải liền. Một dị vật được lấy ra từ trong lọ bên ngoài bọc một lớp vảy một gì màu đen trông thật kinh khủng. Ừ. Gì đây? À ngón tay. Ngón tay ông Phạm Vũ nè. Còn gì nữa không? Có con tò he nào đây không? Cho tôi đi. Tò he ơi. Tò he. Con có cây dính, có cây mà cắn tọt mông cắm lên á. Ừ. Coi coi này có gì đây nè. Ồ. Ồ. Nhật ký, một tờ nhật ký ngày 15 tháng 7 năm 94. Hai nội ngày 15 tháng 7 năm 94. Vẫn chưa quen với việc mất đi một ngón tay, bất cẩn, quá sức bất cẩn nên lần đầu tiên mình bị tai nạn khi đang làm việc. Có lẽ vì cùng suy nghĩ quá nhiều về chuyện của con bé, thì con bé ngày càng tù tị, không biết định thuốc gì mà vô mình bắt con bé uống là loại thuốc gì. Đọc đáp dở quá. Asukuna hả? Ok ok. Cô ta ngày càng chết nên độc đáng, đi xem bói toán rồi định phải ướm tay để không mất lọc buôn bán. Thật không thể hiểu nổi. À, mấy câu cuối đọc có vần ha. Rồi giờ thả ra được chưa anh? Trời má, đi ra đường bây giờ.
tao mẹ mày. Nhớ mặt bố nha. À, chào chị Ngọc Hiền. Chào mừng đến với buổi stream của em, nơi mà em chuẩn bị la hét với một con đuỷ. Đó, như nãy chị mới thấy đó, em chỉ bị hùng sắp mặt liền luôn. Tìm cách rửa dị vật vừa lấy được. Rửa nè. Rửa. Mất nước rồi. Bà nội mẹ nó dẫu đi lên trên gác. Sukuna ăn vô biến thành Sukuna á. Để tí thử coi ăn có thành Super Daddy không. Trời. Ông đâu rồi? Ok nha. Vô tắm nha. Đừng đứng sợ lưng hù nha. Sợ quá. Khoan. À, chỗ má còn sống không ổn. À, có bùa hộ mệnh trên đầu rồi. Hả lo. Trời cái gì vậy? Gì mới gớt vậy? À, tò he. Gì vật thì cũng lực. À không em, cái cửa này là cửa à, không anh không dám vô, tại vì nãy có anh nào đứng trong đây anh khóc thét lắm. Nãy vô tính hỏi cái má ông hụn xong chơi đóng cửa em, chơi đúng mất dạy luôn. Kiểu tính tốt bụng mình đi hỏi anh này sớm á, kiểu nơi có chuyện vô sao anh ngồi không đó giữ vậy. Má ông ra ông quay ra ông hụn cái xong đóng cửa cái kinh mít luôn. Nó giờ đi ra ngoài mất tiêu rồi, nó chơi đúng mất dạy luôn. Hàng sớm kiểu chơi vậy, chơi gì chơi được không. Chỗ này cũng chắc chỗ này có nước. Trời. Trời má cái gì vậy? Chứ ông phụ. Vì lý do gì mà ông lại cắt con tay của mình? Không. Chuyện này là sao? Ai biết má? Một ngón tay nhạc. Ok. Rửa tay mất tay luôn. Hợp lý. Vậy ăn tay mới nè. Ăn ngay ngón tay vô thành Sukuna nè. Ăn vô. Để ăn. Đưa ngón tay cho ông già. Ok. Bác ơi. Đưa ngón tay bác nha. À, con méo miệng mà bóp giá 3 lần nữa. Ngày đứng chơi sao lần sau chùm xe còn cái mất. Hú hồn luôn. Hú hồn. Vô. Mở cửa. Mệt. Anh đã qua ra hỏi cô Sáu kìa. Hỏi cô Sáu còn đó không. Rồi thôi ngồi đợi xíu anh ra mình hỏi cô Sáu còn đó không. Rồi cứu cô Sáu cái. Rồi cô Sáu đi vô luôn. Cô Sáu chơi kỳ quá à. Cô Sáu vô mất tiêu rồi.
Cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Đâu, đưa ra cho nào. Má kêu mày vô chổng đi kiếm tiếng hai thứ. Bà mẹ không. Bác có để thử đồng tương cảm cho vô trong ở bác đêm luôn. Sáng đi về. Dạ không chịu. Nhớ mặt tôi đi. Cái này tiếng máy rồi. Hello Goto Inosaki, hello em. Đang chơi con game game of the year, Gotti. Chơi con game gọi là game của năm nè em, Gotti. Trời má, đâu nó vậy? Ê khoan, bảy, cho nó vô, cho nó ra. Động đường rồi. Trời. Mở cái ăn luôn. Ngon. Nhưng mà khoan. Thấy không ổn. Cầm gì theo được. Nè, cầm tôi dứt tiếng ma ra chọt mắt nó. Búa nè, lại bong đầu nó. No honey. Game làm chán chứ được. Không lấy được gì theo. Không có đem gì theo để bong đầu nó. Ok. Dùng chưa? Ừ. Trời má, cái phòng gì nó thui vậy? Trời. Hello Phạm Hà My, hello em. Phòng này cũ nè, nó bị tường nó dơ lắm rồi. Không chơi đóng cửa nha, đóng cửa tán đầu mày ơi. Có ghế, có cái bàn mày. Tiếp. Chỗ mà cái màn đặc cảnh thất thuộc. Hôm nay để mình kiếm cái con tò he. À, phòng này có tò he không mọi người? Cái con tò he, cái con này nè. Có không? Phòng này có không?
Anh kiếm được 2 con rồi. Con này có không? Con này có con tò heo không? Nữa vậy, nữa thằng nào chết nữa. Ai chết? Mới vô game một cái bạn tài giờ 2 cái luôn. Chào mọi người ơi, Vũ đã ra đi. Vũ đã ra đi rồi. Ôi không, no. Ôi không, Dung Miễn. No, chị Dung Miễn đã ra đi. Không làm cái gì không bỏ đi theo vậy. Kiếm anh thờ để ơi, để anh thờ ở đâu nè, video giờ sao mọi người, tôi làm giờ ok. Đây là ảnh bên đây, mẹ ở bên kia. Rồi xong. Vô miệng đây. Hello Thảo Lan, hello em. Trời. Chơi thôi, chỉ chơi thôi chứ mình biết mà sao mà chết được. Trời, má hết hồn má, cái con mày đã cành này chắc con tán rồi quá. Giờ tôi cuộc tôi làm gì đây, nó vô phòng này bị hai ma hù xong cái giờ đi để cái quan tài cho hai ông bà già xong giờ tiện cái để đây hả. À, giờ làm gì vậy? Trời má, cửa đóng luôn rồi. Khoan, có gì đây nè, có cái tủ đây nè. Không có tủ đây không, tủ đây không. Kim. Dạ nghe rồi. Kim. Ok. Sổ kinh doanh.
một tờ tổng kết tình hình kinh doanh tháng 7 năm 1994 của một cửa hàng quần áo Vũ Dung, kết quả lỗ nặng. Có lẽ đây là cửa hàng gia của gia đình chủ cũ vậy. À, là cửa hàng kia là của ông Vũ với bà Dung. Trời ơi, sao nào gọi cửa hoài không nghe, tối hôm đó gọi thấy mẹ luôn. Gì đây? Trời, ăn từ em kiếm đồ cái. Đi ra nha, đi ra nha, đi ra cho tao đi coi. Sức mày hết vậy. Không 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 quay đầu lại, không quay đầu lại, quay đầu là chết, quay đầu là bỏ mẹ, đừng quay đầu, quay là chết. Giờ làm gì nữa? May quá không quay đầu, quay đầu là bỏ mẹ, bẵng luôn á, bẵng thiệt á. Cái gì á? Ơ kìa, cái gì đó đỏ mới bay qua vậy? Đó thấy chưa nè, có cái bộ đâu nè, có cái bộ đâu nè, em lên coi nè em. Lokiyama nè, nãy có cái bộ nè, có đâu nè, có đâu, bộ mất tiêu rồi nè, bay mẹ luôn rồi. Mai chơi bất giải, chơi gỡ mẹ cái bộ rồi. Lên quá. Huyết cả ta. Mấy thằng Mai chơi mất dạy lắm. Mọi người thấy không, Mai chơi mất dạy lắm. Nãy đang đi lên cái chơi nắm quần kéo xuống, bắt gương đứng nghe. Mà nó mất dạy luôn. Mai dở cửa mở ra. Trời. Trời đu. Cầm cái hộp quẹt được không? Hộp quẹt tôi đâu? What a suspicious room. Khoan, đi vòng nó kiếm đồ cái ơi. Con tò he đâu? Tò he ơi, tò he, mày đâu rồi? Lọ thuốc không nhãn mát. Một lọ thuốc không có nhãn, bên trong có rất nhiều viên thuốc khác nhau nhưng không có bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào cả. Ồ, làm game của hộp cũng hơi chất quá ta. Một cái dấu chấm đó là gì vậy? Thuốc pha ke à? Đơn thuốc với tay uống thuốc trắng hai lần, không muốn ăn xanh một lần sau khi ngủ dậy. Các bạn bác nhớ đốt thuốc ăn uống thuốc này đủ. Đó là đồ, uống thuốc dám đâu.
Đi. Đi ra nha. Tụi ra. Game hơi lắc mọi người thông cảm nha, mình chờ cho nó bị máy yếu thông cảm. Nó bức tượng Phật thì có kẻ thấy khác, nó càng ngày kiểu như đang bị chảy hình xuống vậy, nó kinh dị quá liền. Mọi người làm gì đó ông hút này dùng à? Dùng. Ủa giờ sao? Ủa tiền đưa tôi cái lọ thuốc giờ làm gì vậy trời? Vô phục Phật, vô. Cái này cái phòng nhất mình cảm thấy an toàn nhất luôn. Đây. Bây giờ lọ thuốc. Hello Aki. Hello em. Anh đã có một bước tiến rất mạnh mẽ. Giờ đưa cái lọ thuốc anh chẳng biết làm gì đó. Anh đã có được ngón tay của Sukuna đưa cho ông già rồi. Giờ ông già kêu đi kiếm cái răng. Giờ chả biết làm sao nè, để xuống dưới quá. Chơi được. Ủa, nó bủa đâu ra vậy? Má chết giờ. Ăn các giờ ngồi ăn nè, ngồi ăn để uống thuốc tôi ăn cái nha, ăn lẹ lên trái cây kìa, chán ghê. Giờ đưa ra cái lọ thuốc tôi biết làm gì. Đường thuốc viết tay, thuốc trắng 2 lần sau bữa ăn, 1 lần thuốc xanh, 1 lần sau khi ngủ dậy, thuốc vàng 2 lần sau bữa ăn. Bác nhớ đó, thuốc em nó uống thuốc đầy đủ. Nếu đau đầu khi mua thuốc thì hãy mua thuốc giảm đau hạ sốt uống. Nãy giờ đi lên lại ta. An. Ừ an. Không thấy an toàn gì đó. Giờ sao? Mọi người ơi, giúp mình đi ơi. Tôi bí rồi. Vô luôn. Mày sợ gì? Đi đây đúng không? Là bàn thờ luôn, chơi luôn nè. Bà mẹ đi, không sợ. Nổi ra gà chúng ta chứ không sợ. Vô, chơi. Ủa đi. Cánh cửa bị kẹt cần. Oh fuck. Cái gì đây? Cái đó con thằng trùng phải không? Đứng yên đó nha, cắm bay chích mông thôi nha. Vô luôn. Tìm cách cậy cửa tủ lạnh. Đây nè, kìm cộng lực vô bóp liền, bóp nát quả cam. Cánh cửa bị kẹt cần thứ gì đó đẩy ra để cậy ra.
Bò he không nhìn được, mẹ nó. Ở đây cày được không? Lấy cái giò tắm nè, chọt ra. Cày chỉ có nước đi xuống dưới thôi. Nè, xuống dưới đây lấy nè. Còn cày dưới đây lấy thôi. Dưới đây lấy nè. Coi đây có gì không? Bao hoài cũ không? Trời má, dụng cụ ở đây quá trời không cày được. Chán ghê. Đủ hết xài rồi, cỡ dục bà đi. To he, to he, to he. Anh từ mọi người nữa xíu, tại vì một phần chắc do mình để tối quá. Chắc sáng hơn rồi, cái gì sáng hơn xíu nhưng cũng đỡ, cho nhìn thấy được mọi thứ cũng ok rồi. Cái đài radio hồi xưa ngoài Bắc họ hay dùng lắm à. À, nó chổi kìa, chổi đuôi mắt luôn. Không một ai xem, ok, chơi game vui mà. Ủa sao đâu được. Chờ má mất game hả? Ủa sao đi lâu được? À đây ok. Kiếm đồ cậy, kiếm gì vậy trời, kiếm gì cậy, nó cậy đầu ra quá. Trời, cái máy lạnh tắt rồi mới tắt nguồn nha mấy ai. Lên đây hả ta? Đồ cậy chỉ có lên đây kiếm rồi. Đó. Bật quạt cái máy hai. Bật cái quạt chờ nữa.
mình quá to. Ngon. Nãy chờ tới chắc là cú luôn. Hy vọng mình được em không được bắt em. Không. Không lẽ phải vỗ răng từ cái xác này. Tìm công cụ bẻ răng. Rồi má chơi xếp hình giống xưa nữa. Rồi ok. Trên đồng hồ đó. Đây. Đi ra. Đi ra kìa. Chân nằm ở khúc bên kia. Đây này qua đây. À.
một cái chân quân kia xuống đi chân. Chơi sợ ma lắm luôn á, không biết đi đâu luôn á, sợ quá liền luôn. Chìa khóa về cái tôi sẽ tìm cái xe mở cửa nào đây, cửa hả? Rồi. Còn đối với cái cửa mình chưa mở, cửa trên lầu á, cũng như cái cửa mình chưa dám mở luôn á, chưa có mở cửa luôn á, cửa quần què nè. Trời má không dùng được luôn. Ủa cuộc tao giờ, ủa cuộc mày nằm đây có cái tác dụng gì hả cái cửa kia hả? Cửa nào? Hôm nay cửa phòng mình ta. Trời dám lắm à. Cái lỗi không đi lên được ta. Giờ mở sao cửa sáng vậy? Chưa biết ta. Giờ không được cửa này. Hello bánh bao. Lên. Đang livestream. Mình có cái chìa khóa. Còn cửa nào mình chưa mở ta? Chờ má mình lấy đi xuống dưới nữa. Thôi tha con. Thôi. Đừng. Nó cứ này nữa nha.
thoải mái quá, phục hơn. Bây giờ mở cửa nào? Chờ mới cho tôi cái chìa xong mới không biết làm gì luôn. Cửa nào bay? Nè, đồ cải đăng nè, mở ra. Đù. Trời, rồi thôi. Rồi. À, không lẽ đi vô trong kia trời. Dạ tha con. Đừng. Rồi thôi rồi. Rồi. Nó đổi màu mẹ luôn rồi. Mọi người thấy không? Rồi thôi. Điếp em. Không dùng được. Còn bác già, bác ơi, bác, ui. Sao có dùng được, bị cho tao ra đây, xài cái cửa gì? Đó kìa. Nó tán xéo háng rồi quá. Biết là tiệm của đang mà tiệm đâu hả? Tiệm đâu? Rồi vô đây chắc luôn. Cái đâu này? Thôi đi vô được không? Trời má chơi khóa luôn rồi. Kìm cộng lực móc ngay rồi xong rồi. Trời ơi, có cái miếu đằng sau nhà kìa. Cười cái gì? Thằng nào cười? Nó không đi luôn á, thiệt. Không đi đâu á. Rồi kiếm cái gì ở đâu đây đây? Tôi đang ở đâu đây? Hình như có gì đó sau đám lá cây dùng tay không lấy được. Rồi có con gì đó sau lưng không quay mặt lại đâu. Cái mặt kẻ bà này tao đi vô mày làm gì kẻ cha mày, sao không dùng được? À tao nghe chứ cái gì kìa. Sao đi qua bển? Chưa có chấm hỏi kìa. Mười thấy không? Mười kêu cái chấm hỏi kìa. Nó ngồi đây lắc quá. Nó lắc thiệt chứ. Bỏ lấy
You don't do this nuts. Đủ, trên kia có cái trời má mộ hai ông bà nào đây. Trời mộ ông Dũng với bà kia rồi. Chìm mỏ quả. Ôi thôi. Có gì đó sợ lưng đúng không? Có gì đó sợ lưng đúng không? Khóc cái mẹ gì? Rồi thôi. Dạ con chào bác Vũ và cô Dung. Không sợ. Không sợ, không sợ. Không sợ. Không sợ. Sợ làm quỷ. Khoan. Nãy nó nói đằng sau cái gì á. Rồi xong. Cái con tò he không thấy rồi. Rồi xong rồi bỏ mẹ tôi rồi. Rồi mọi người ơi, tôi vô bad end rồi. Tôi bỏ qua hai con tò he rồi. Rồi xong. Tiếp em. Gì vậy? Con gì vậy? Kiến hả? Trời đất. Ê, chơi mất dạy không vô nha. Rồi thôi vô lô luôn. Demacia. Demacia. Có gì đây không? Phật ơi. Rồi tới thua luôn. Rồi sau mình tôi lại cái dùng không gian khác rồi. Rồi sau mình tôi lại cái dùng Demacia rồi. Mà nha. Trời không vui nha.
Tôi đi xuống. Đi ra. Tôi get the fuck out of here. Bác Năm ơi, chú Năm, chú Năm. Ồ, giờ đây có cái ổ khóa đây đi. Let's go, let's be. Help me, believe. Bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Ủa, không cho gì nữa hả? Ê, dạ. Cho tôi gì nữa ơi trời. Má chị dư. Chết bà tôi rồi. Mọi người ơi, tôi vô bad end rồi. Tôi bỏ qua hai con tò he rồi. Để cửa luôn đi. Giờ tôi cho tôi đi đâu mãi, cho tôi đi đâu mãi được không? Trời ơi, tôi bỏ qua cái con tò he ngoài kia rồi. Cho tôi đi ra ngoài lẹ lên. Thôi chết bà tôi rồi. Chương 5. Ok, mình sẽ tạm dừng buổi stream ngày hôm nay. Mình sẽ tiếp tục chương còn lại. Mình nghĩ mình chắc kèo vô bad end rồi. Tại vì mình đã bỏ qua mất hai con tò he rồi. Này là bỏ mạng rồi chứ còn gì nữa. Con này trên hợp đi chương 1, một con này chương 4 nãy bỏ mẹ rồi. Mình để mình chỉnh cái sáng sao. Sáng chút xíu. Ok, nói chung thì hôm nay nếu mọi người đã theo dõi cái buổi stream của mình ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục chơi chương còn lại vào ngày mai, chắc tầm mai đi chưa hay gì đó mình không biết, hoặc là mình sẽ stream buổi sáng cũng được. Thì hẹn gặp mọi người. Nếu mọi người thích buổi stream của mình thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình trên YouTube. Mong hy vọng mọi người thích cái buổi stream của mình hôm nay. Bye bye.